Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin địa phương đêm nay là bản tin liên quan đến một chiếc xe bị đè bẹp trong bãi đậu xe phi trường San Francisco vì bánh xe rơi khỏi phi cơ United Airlines trong lúc cất cánh. Một chiếc xe đã bị đè bẹp và nhiều chiếc xe khác bị hư hỏng trong bãi đậu xe tại phi trường quốc tế San Francisco sau khi một bánh xe rơi khỏi phi cơ của United Airlines trong lúc cất cánh vào sáng thứ Năm. Theo giới chức phi trường, khoảng 11 giờ 35 phút sáng, chuyến bay 35 của United Airlines mất một phần trong bộ phận đáp. Bánh xe từ phi cơ Boeing 777-200 rơi xuống xe của một nhân viên trong bãi đậu xe tại phi trường. William, một nhân viên phi trường, cho biết anh rất may mắn, chỉ cách đó hai chiếc xe, anh suýt bị bánh xe rơi trúng. Sau khi đè bẹp chiếc xe, bánh xe chạy qua hàng rào và đến một bãi đậu xe khác, nơi đậu xe cho thuê của công ty Hertz. Phi đạo tạm thời đóng cửa để dọn dẹp mảnh vỡ. Không ai bị thương tại phi trường hay trên phi cơ. Chuyến bay đáp an toàn xuống phi trường quốc tế Los Angeles lúc khoảng 1 giờ 20 phút chiều. Chuyến bay này lẻ ra đi Osaka, Nhật Bản với tổng cộng là 249 người trên phi cơ. Phát ngôn viên của United Airlines cho biết phi cơ Boeing 777-200 có 6 bánh xe trên mỗi bên của hai bộ phận đáp chính. Phi cơ được thiết kế để đáp an toàn khi bánh xe bị mất hoặc hư hỏng. Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA đang điều tra sự việc. Ủy ban tiện ích công cộng California chấp thuận tăng giá mới của PG&E. Ủy ban tiện ích công cộng California CPUC vào hôm thứ Năm đã chấp thuận tăng giá mới của PG&E, tăng thêm khoảng $5 một tháng và có thể bắt đầu ngay từ tháng tới. Trước khi chấp thuận, Ủy ban lắng nghe than phiền tăng giá từ một loạt người nộp thuế và người chỉ trích, một số người hô khẩu hiệu chấm dứt tăng giá. Ủy ban chấp thuận tăng giá mà không bình luận gì. Một thành viên mới của Ủy ban không bỏ phiếu. Ông Mark Tony, giám đốc điều hành của tổ chức người nộp thuế Turn, cho biết đây là mức tăng nhỏ, nhưng còn vô số mức tăng nhỏ khác đang đặt trên bàn. Giá tăng mới được chấp thuận sẽ bù đắp những chương trình quản lý cây cối trước đó của PG&E từ năm 2020. Việc chi tiêu này nằm trong nỗ lực của PG&E để hạn chế nguy cơ cháy rừng sau một loạt các đám cháy thảm họa vốn bắt đầu trong năm 2017 và cuối cùng dẫn đến PG&E nộp đơn phá sản. Một đề nghị tăng giá khác đang được bàn thảo. Theo dự tính, PG&E muốn thu thêm bình quân $10 một tháng để chi trả cho việc sửa chữa liên quan đến hư hỏng vì trận bão năm ngoái. Tăng giá được chấp thuận vào hôm thứ Năm diễn ra ngay sau tăng giá 13% hồi tháng Giêng. Lần tăng giá đó tăng hóa đơn bình quân khoảng $34 một tháng. PG&E dự tính các đợt tăng giá trong năm 2024 sẽ tăng thêm tổng cộng khoảng $50 cho mỗi khách hàng. Cử tri San Francisco thông qua các biện pháp an toàn công cộng. Thị trưởng London Bridge hôm thứ Năm cam kết đầu tư thêm theo hai dự luật an toàn công cộng được cử tri chấp thuận trong tuần này. Trong đó, mở rộng quyền lực của cảnh sát và buộc một số người nhận phúc lợi phải cai nghiện ma túy, đánh dấu sự thay đổi khỏi các chính sách cấp tiến của thành phố. Trong bài diễn văn State of the City hàng năm, bà cũng nói rằng San Francisco đang đổi mới như giải tỏa liều của người vô gia cư trên vỉa hè trong những tháng gần đây và thêm nhiều người bị bắt giữ vì đột nhập xe hay bán ma túy. Bà cho rằng tội phạm tài sản giảm đáng kể. Với những dự luật trên, thành phố sẽ lắp đặt camera ở các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao, sử dụng máy bay không người lái drone để ngăn chặn đột nhập xe và giảm tình trạng quá liều opioid. Cử tri San Francisco hôm thứ Ba chấp thuận hai dự luật bà đưa vào cuộc bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 3, bất chấp những người phản đối cho rằng những biện pháp này sẽ dẫn đến ít nhất trách nhiệm hơn đối với cảnh sát và tăng thêm khó khăn cho người vô gia cư. Bà Britt nằm trong số các lãnh đạo ở các thành phố tự do về mặt chính trị, những người chuyển sang các chính sách mạnh tay với tội phạm mà trước đó được xem là không thể xảy ra, nhưng ngày càng được ưa chuộng vì làn sóng tội phạm. Bà sẽ đối diện ba đối thủ trong tháng 11, những người nói rằng chính quyền của bà không giải quyết nạn trộm cắp cửa hàng bán lẻ và tình trạng sử dụng ma túy công khai tràn lan. Nghi phạm giết người tự tử trên xa lộ 580 trong cuộc rượt đuổi của cảnh sát. Một nghi phạm giết người đã tử vong vì vết thương do trúng đạn tự gây ra trên một chiếc sedan trong khi đang bị cảnh sát rượt đuổi trên xa lộ 580 ở San Leandro. Người chết trên chiếc sedan đã giết chết một phụ nữ tại một căn nhà ở Pleasanton vào sáng thứ Năm. Theo cảnh sát Pleasanton, nghi phạm bắn người phụ nữ nhiều phát đạn trong căn nhà trên đường Saginaw Circle trước khi tẩu thoát trên xa lộ. Danh tính của nạn nhân và nghi phạm chưa được công bố. Xe của nghi phạm dừng lại trong khi xe cảnh sát Pleasanton đuổi theo. Phát ngôn viên Jennifer Babs của cơ quan tuần tra xa lộ California CHP cho biết
chiếc sedan Lexus bất ngờ va chạm trong cuộc rượt đuổi, tông vào lề đường gần đường Fairmont Drive ở San Leandro. CHP, cảnh sát San Leandro và văn phòng cảnh sát trưởng quận hạ Alameda được gọi đến hỗ trợ cảnh sát Pleasanton. Các nhân chứng cho biết một cuộc đối đầu xảy ra với hai chiếc xe bọc thép vây quanh chiếc xe và súng được rút ra. Theo nhân chứng Deshaun Lester, anh nghe thấy cảnh sát ra lệnh ra khỏi xe, giơ tay lên và tiếng súng. Cảnh sát cho biết cảnh sát nhận thấy không có chuyển động nào bên trong xe trong khi tìm cách liên lạc với nghi phạm. Cảnh sát đến gần chiếc xe và phát hiện tài xế đã chết vì vết thương do trúng đạn tự gây ra. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần closing news. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi công ty BD Home Group Inc. chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADU, guest house. Đặc biệt, có nhận xây mới tiệm nail, nhà hàng, boba milk tea. Xin gọi 657-535-6789 để biết thêm chi tiết. Southwest Sun Solar, một công ty uy tín và nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện và thiết lập cho quý vị hệ thống giữ điện mới nhất. Công ty bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền điện cho quý vị so với giá tiền mà quý vị đang trả cho công ty điện lực. Để có được một hệ thống solar và hệ thống giữ điện tối tân nhất, không phải trả tiền lắp ráp mà còn được 25 năm bảo hành, xin đừng chần chờ gì nữa, hãy mau gọi ngay cho Southwest Sun Solar 408-780-2013, 408-780-2013. Tin hấp dẫn về việc xin giấy phép xây ADU. Kính thưa quý vị, xây một ADU chưa bao giờ dễ như thời điểm này. Tiểu bang California đang và sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng. Ngay bây giờ, anh chị em có thể chọn một trong ba pre-approved này để có thể xây ADU liền mà không cần mất thời gian xin cũng như chờ đợi giấy phép xây dựng quá lâu. Permit trong 3 tuần, construction trong 4 tháng. Số phone hotline của BD Home Group 669-699-6999. Gọi ngay 657-535-6789, 657-535-6789. Số phone hotline của BD Home Group 669-699-6999. Tham khảo tất cả là miễn phí. Và sau cùng là phần closing news. Helen Mirren và Kylie Minogue trở thành búp bê Barbie nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ. Helen Mirren và Kylie Minogue, Violetta Davis, Shania Twins và diễn viên hài Anissa Amani được nhà sản xuất đồ chơi Mattel chuyển thành hình mẫu Barbie nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tổng cộng 8 phụ nữ trên toàn cầu, những người định hình tương lai thông qua câu chuyện truyền cảm hứng của họ, mỗi người đều được làm thành búp bê Barbie trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 của búp bê. Diễn viên Helen Mirren bổ sung vinh dự trở thành hình mẫu Barbie vào danh sách thành tựu kỳ diệu của bà, trở thành quý bà của đế quốc Anh, đoạt giải Oscar, có ngôi sao đã đại lộ danh vọng Hollywood và có búp bê Barbie. Khi nhận búp bê, bà Mirren cho biết bà thật sự ấn tượng với búp bê Barbie mang hình dáng của mình. Các chi tiết rất tinh xảo. Hình mẫu Barbie người Úc thuộc về ca sĩ Kylie Minogue, người phối hợp chặt chẽ với Mattel để làm ra búp bê mặc bộ trang phục màu đỏ từ ca khúc Panam Panam đoạt giải Grammy của bà. Diễn viên hài Anissa Amani trở thành hình mẫu Barbie người Đức, ghi nhận sự nghiệp và hoạt động nhân quyền của cô. Búp bê Barbie có 35 màu da, 97 kiểu tóc và 9 kiểu hình dáng cơ thể như búp bê ngồi xe lăn, bị hội chứng Down, bị bạch biến, to béo và búp bê trung lập giới tính. Kính thưa quý vị, phần closing news vừa rồi. À mà không, trước khi chia tay với quý vị thì không biết Nam Minh biết ngày hôm nay là ngày gì không nè? Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, là ngày rất là đẹp trời anh Bảo. Và cuối tuần này là mấy tụi em định đi chụp hình hoa đó. Anh hiểu là rồi. Mùa xuân hoa nở. Anh thấy em thấy em vô đài hồi chiều mà thấy xách theo 3-4 bộ quần áo để hẹn nhau với Kim Phượng rồi Mai Linh đi chụp hình phải không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đó là cái chuyện weekend của các cô. Nhưng mà riêng ngày hôm nay, ngày thứ 6, anh biết là ngày gì không? Ngày 8 tháng 3. Ừ. Dạ. Chưa tới ngày lãnh lương đâu, em được báo ngày đó. Em biết là ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, nhưng mà tại ở bên Mỹ mình thì không có rầm rộ cho nên em cũng không có để ý lắm, phải không anh Bảo? Vậy thì em biết là tại sao có ngày 8 tháng 3 đó không nè? Theo em được biết sơ sơ á, thì là ngày 8 tháng 3 là
cũng là bắt đầu từ Mỹ mình luôn đó, là từ một cái phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân ngành dệt của nước Mỹ vào cuối thế kỷ thứ 19 này. Và ngày 8 tháng 3 năm 1857 thì các công nhân ngành dệt đã đứng dậy và chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Và 2 năm sau thì cũng trong tháng 3 luôn thì các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt cũng đã thành lập công đoàn đầu tiên để được bảo vệ và giành được một số quyền lợi của họ. Và đến từ cái ngày đó đến khoảng 50 năm sau, Lượng Anh bảo thì đến năm 1908, ngày 8 tháng 3 đó, thì có 15.000 phụ nữ diễn hành trên đường phố của New York để mà đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Thì sau đó thì đảng xã hội của Hoa Kỳ tuyên bố và thành lập cái ngày quốc tế phụ nữ là ngày 28 tháng 2 năm 1909. Nhưng mà đến năm 1910 đó, thì hội nghị phụ nữ do quốc tế thứ hai, có nghĩa là quốc tế xã hội chủ nghĩa tổ chức, thì có 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Thì chủ tịch hội nghị đó là bà Clara Chetkin, là một người phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những người phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Và họ đã quyết định chọn cái ngày 8 tháng 3 là cái ngày đầu tiên mà có những cái cuộc biểu hạch biểu tình đó để làm ngày quốc tế phụ nữ. Anh nghĩ là chắc là Nam Minh cũng tận dụng cái quyền lợi của phụ nữ đối với gia đình, cho nên có vẻ em khá rành rọt về cái ngày 8 tháng 3 này. Dạ, em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Dạ. Thì nhưng mà cũng thấy cũng tiếc ha, anh bảo ha, có ngày 8 tháng 3, có ngày quốc tế phụ nữ. Đúng rồi. Có rất là nhiều những ngày dành cho phụ nữ, nhưng mà hình như không có ngày nào dành cho đàn ông phụ nam hết phải không anh? Ừ, không có đâu. Phải không? Thấy không công bằng lắm phải không? Cuộc đời lúc nào cũng công bằng. Ủa vậy hả? Có công hả? Bằng lắm. Thế có chứ. Ta. Đặc biệt là với những người đàn ông lịch lãm và đẹp trai như những người làm việc ở Mỹ chưa đây. Em biết rằng là ngày quốc tế đàn ông á, mình dịch là từ cái chữ là International Men's Day, nó sẽ diễn ra vào ngày 19 tây tháng 11. Có nhà 19 tháng 11 hàng năm. Cho dù không biết thế nhiều tại Việt Nam, nhưng cái ngày lễ này đó đã được tổ chức ở hơn 170 quốc gia như là Ấn Độ, Nam Phi, Singapore, Đan Mạch, Áo. Nhưng mà thấy Hoa Kỳ hình như là cũng chưa làm rầm rộ lắm. Anh nghĩ bắt đầu tháng 11 năm nay thì Việt Today sẽ khởi xướng ngày đàn ông là ngày 11 tây à không, là ngày 11 tháng 9 phải không? Tháng 19 tháng 11. Tất cả các anh em kỹ thuật trong phòng là nhớ ngày 19 tháng 11 là ngày quốc tế đàn ông của chúng ta nha. Ngày đó. Dạ. Thì em biết tại sao có cái ngày này không? Cái ngày này đó là actually được khởi xướng bởi một người tiến sĩ, ông tên là Jérôme Teloxin, là một giảng viên lịch sử tại Đại học Tây Ấn ở Trinidad và Tobago. Ông đã lựa chọn cái ngày này là ngày 19 tháng 11 để tỏ lòng biết ơn đến người cha của mình. Và hành động này thì cũng nhằm thúc đẩy việc tạo ra một cái dịp đặc biệt để nói về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến nam giới và các bé trai. Thì ý tưởng này đã được nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới và được nhiều quốc gia áp dụng, trong đó có Úc từ năm 2003 và Ấn Độ từ năm 2007. Tuy nhiên, theo trang web chính thức của Ngày Quốc tế Đàn Ông là trang web internationalmensday.com, được tài trợ bởi tổ chức làm cha là Dads for Kids có trụ sở tại Australia, ghi nhận rằng ý tưởng về một ngày lễ dành riêng cho nam giới tương tự như ngày quốc tế phụ nữ mà em đã nói ra đó thì đã xuất hiện từ những năm 1960. Wow, vậy là thì cũng lâu lắm rồi đó. Lâu lắm đó nha, tức là không phải là mới ở đâu. Thì theo cái dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó, thì lúc hồi xưa đó, thì vấn đề tự tử đang trở thành một nguyên nhân dẫn đến tử vong hàng đầu ở nam giới. Ở nam giới 45 tuổi. Em tưởng phụ nữ hay tự tử chứ. Không, nam giới buộc tự tử nhiều, tại biết tại sao vậy? Người nam giới cái trách nhiệm nó rất là nhiều áp lực về cuộc sống, về gia đình, về nói chung là về tất cả các cái, đặc biệt là ở những nước Anh, Mỹ, Australia và Nga. Thì các yếu tố về bản sắc giới, xã hội, văn hóa đóng vai trò rất quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi và sức khỏe tinh thần của nam giới. Do đó thì người ta chọn cái ngày 19 tháng 11 để nhắc nhở rằng nam giới chúng ta hãy ăn uống điều độ, hãy giữ gìn sức khỏe, vì dù sao đi chăng nữa cũng là một cái lý trơ, cũng là cái người đầu đúng của rồi, gia đình. Dạ. Lúc nào mặc dù là nam nữ bình đẳng đi, nhưng mà lúc nào cái người chồng, người cha cũng là cái người leader trong gia đình. Thì đó là tại sao mà có cái ngày quốc tế cho đàn ông 19 tháng 11. Và các anh em trong phòng kỹ thuật nhớ 19 tháng 11 vì chỗ đây sẽ tổ chức thật trọng thể ngày dành cho nam giới. Đúng rồi. Giống là tại vì thấy phụ nữ được ưu tiên nhiều quá rồi. Đúng nhiều rồi. Khi lâu lâu cũng phải nhớ tới mấy ông chút xíu anh bảo ha. Anh đố em ha. Em biết cái ngày phụ nữ là 8 tháng 3 phải không? Cái ngày đó với cái ngày mà giỗ tổ vua Hùng đó là ngày mấy? Mùng 10 tháng 3. Tại sao có ngày giỗ tổ vua Hùng em biết không? Mà nó cũng liên quan đến ngày quốc tế phụ nữ đó. Em thấy không liên quan gì chứ. Nó có đó. Có hả? Thứ nhất là
Vì cái ngày quốc tế 8 tháng 3, ông vua Hùng không mua hoa tặng cho hoàng hậu, cho nên 2 ngày sau ông mất. Đó là lý do tại sao 10 tháng 3 là ngày giỗ của vua Hùng. Là ngày giỗ của ông vua Hùng. Đúng như vậy. Hiểu. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần Closing News của chúng tôi. Quốc Bảo và Nam Minh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình.